trên phía bên kia là cái cầu, cầu đó là cầu Vòng Cống, sẽ mang vào hoạt động cuối năm nay theo nghe theo nói. Giữa cầu người ta đang làm đó, mình quay được cho mấy bạn xem cái này cũng là cái như là cái phần cuối cùng của chồng của mình, chúng tôi đi đằng này. Phà này đi nhanh lắm anh. Con đường này công ty xuất khẩu thì chậm.
con đường để ở đây về lấp vò, đi theo con đường ngoẹo phải á. Thank you.
quá. Về thành phố Sa Đéc rồi hả? Tên bản gì đó. Giờ lên thành phố rồi. Mình đâu biết à. Trên đường này là có hàng cây xanh. Cũng lâu năm lắm. Bán cơm xôi gà đó em. Cái đó là gì? Cơm xôi gà gì? Cơm xôi gà. Cơm gà gì đó. Giờ đến đi trên quốc lộ này gì để ăn thì quá thoải mái. Còn hôm đi đâu rồi? Đi vào trong rừng đó. Đi trong rừng. Không vào trong rừng ở đâu nè. Ở trong núi. Mãi chơi mà không có. Đi trên quốc lộ này thì khỏi lo.